Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại thành phố Vũng Tàu. Và quý vị nhìn thấy đây là nhà thờ giáo xứ Phước Hưng nằm ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nhà thờ này Phú có tìm hiểu những thông tin ở trên mạng để tìm hiểu về lịch sử hình thành cũng như là phát triển của giáo xứ, nhưng mà cũng không tìm được nhiều những cái thông tin về giáo xứ này, mà Phú chỉ biết được là giáo xứ Phước Hưng là thuộc giáo phận Bà Rịa, huyện Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Và ban đầu nơi này là một giáo họ nhỏ với một nhà nguyện bé lợp bằng tôn nằm bên khoảng đất trống, được quản lý bởi một linh mục trẻ. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, giáo họ Phước Hưng chính thức trở thành giáo xứ và có cha chánh xứ Tiên Khởi. Đến ngày 22 tháng 12 năm 2022, sau thời gian dài xây dựng, thì giáo xứ Phước Hưng chính thức khánh thành nhà thờ mới do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ sự. Và cũng theo thông tin Phú được biết á, là nhà thờ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 30 tháng 5 năm 2020. Vậy là nhà thờ xây khoảng hơn 2 năm là hoàn thành quý vị ha. Và khi mà đến với nhà thờ giáo xứ Phước Hưng thì Phú có cảm giác là Phú đang ở nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh, cũng là ở thành phố Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Thì quý vị đã từng xem video nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh của Phú rồi á, thì quý vị sẽ thấy là hai nhà thờ này có cái kiến trúc gần như là giống nhau. Cái kiến trúc này người ta gọi là kiến trúc Gothic quý vị ha, theo kiểu châu Âu ấy, rất là đẹp. Và Phú nghĩ là ở phía bên ngoài Bà Rịa Vũng Tàu này là sứ đá, cho nên là mọi nhà thờ ở ngoài này đều được xây dựng bằng vật liệu là đá là nhiều. Quý vị thấy từ xa xa, quý vị có thể nhận ra chung quanh nhà thờ đều được làm bằng vật liệu là đá, rất là đẹp quý vị ha. Thì ở khu vực chỗ nhà thờ giáo xứ Phước Hưng này ấy, là chúng ta đi theo cái hướng đi ra biển Long Hải. Và qua những hình ảnh flycam này ấy, quý vị có thể nhìn thấy là không cách xa biển là bao nhiêu cả. Cho nên khi mà đến đây ấy, Phú bay flycam để quay cho quý vị xem, thì gặp một cái trở ngại là gió rất là mạnh quý vị ạ. Thậm chí là flycam nhiều khi không thể trụ được gió, gió thổi bay lật đủ thứ các kiểu hết. Và phải rất là khó khăn Phú mới quay được những hình ảnh này khi mà bay flycam lên. Thì Phú nghĩ là tất cả cũng là hồng ân của Chúa đã giúp cho Phú có thể thực hiện tốt được cái video này, chứ không thôi thì không thể mà bay được quý vị ạ. Quý vị có thể nhìn vào những cái cây cảnh ở trong cái video này thì quý vị thấy là gió thổi rất là mạnh luôn. Nhiều khi mà gió thổi mà cứ cảm tưởng như ai đó đang mở một cái động cơ gì lên rất là mạnh quý vị. Ở đây gần biển mà, nắng thì rất là lớn, nắng rát người luôn quý vị, và gió thì cũng rất là mạnh. Thì đây là một số hình ảnh Phú bay bằng flycam để quý vị có thể nhìn thấy từ ở trên cao, bao quát ngôi nhà thờ giáo xứ Phước Hưng như thế nào. Thì nếu như quý vị mà có đi du lịch ra biển Long Hải, hoặc nếu mà quý vị có đi biển Vũng Tàu, thì quý vị ghé đến đây để tham quan cũng như là thăm viếng nhà thờ giáo xứ Phước Hưng quý vị nha. Thì đi theo hướng từ Biên Hòa mà chúng ta ra nhà thờ giáo xứ Phước Hưng, Phú đo được là khoảng hơn 80 cây số, chắc ăn là khoảng 85 cây số quý vị nha. Thì đường đi rất là đơn giản, quý vị chỉ cần lên Google Map, quý vị gõ là nhà thờ giáo xứ Phước Hưng, Bà Rịa Vũng Tàu, thì Google Map sẽ dẫn đường cho quý vị ra đây. Đường đi cũng rất là dễ đi, không có gì khó khăn cả. Từ hướng Biên Hòa
chúng ta đi ra đây, chúng ta sẽ đi theo hướng biển Long Hải. Còn nếu mà quý vị mà ra biển Vũng Tàu để quý vị tắm thì quý vị phải quay ngược lại và đi theo cái hướng ngược lại qua hướng Long Hải quý vị nha. Rồi bây giờ mời quý vị các bạn tiếp tục cùng theo chân Phú, chúng ta sẽ đi tham quan nhà thờ giáo xứ Phước Hưng, một ngôi nhà thờ rất đẹp ở thành phố Vũng Tàu, vừa mới khánh thành cách đây khoảng hơn 2 tháng quý vị nha. Hiện tại bây giờ Phú đang đứng ở phía trước cổng nhà thờ giáo xứ Phước Hưng thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý vị. Thì hôm nay Phú đến đây để tham quan nhà thờ cũng như là quay lại quang cảnh ở đây để chia sẻ với quý vị luôn. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng theo chân Phú, chúng ta đi một vòng để tham quan bên trong nhà thờ nha quý vị nha. Đi từ cái đường ở chỗ đó đó, cho xe máy đi vô đó, đi vào tới đây là quý vị sẽ nhìn thấy khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Phước Hưng rất là rộng và đẹp quý vị. Nhà thờ vừa mới khánh thành hồi tháng 12. Quý vị nhìn nè. Cái hàng rào, cái cổng rất là đẹp ha. Cổng hoành tráng luôn. Giáo xứ Phước Hưng nè. Cái mặt trước của nhà thờ thì quý vị có thể nhìn thấy là cái kiến trúc nó giống như là nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh á. Cũng kiểu Gothic như vậy thôi. Bây giờ Phú sẽ đi vào bên trong nha. Bây giờ là 10 giờ sáng, nắng rất là gắt ở khu vực Long Hải, Vũng Tàu này, gió thổi vào rất là mạnh quý vị. Gió thổi vào mạnh mà nghe nó ù ù luôn á. Đây, bước vào nhà thờ, quý vị thấy bên này, cái khuôn viên ngay chỗ này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy đài Đức Mẹ, Thánh Cả Du Xe và Lòng Chúa Thương Xót ở đây, chung một khu vực này luôn. Thì đầu tiên là tượng Lòng Chúa Thương Xót, rồi sau đó là tượng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, rồi tới tượng Thánh Cả Du Xe. Ngay chỗ này nhà thờ có thiết kế cái kiểu là chúng ta sẽ đi qua một cái cầu, một cái cầu. Ngay chỗ này là có hồ nước. Nắng rất là gắt nha quý vị. Thì Phú có hỏi cha ở đây thì cha nói là nhà thờ vừa mới làm xong cho nên là cũng chưa có được gọn gàng cho lắm đâu. Thì Phú quay để cho quý vị thấy là quang cảnh nhà thờ như thế nào thôi. Chứ còn mấy cái chuyện mà bừa bộn này là không thể nào mà tránh khỏi quý vị ha. Quý vị nhìn này, tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ và Thánh Cả Du Xe rất là đẹp ở đây. Rồi, cái khuôn viên ở bên này, lát nữa Phú sẽ đi nhé. Chúng ta sẽ đi qua bên này đi. Đây quý vị nhìn ra phía cổng nhà thờ kìa. Khuôn viên rộng lắm. Trời, nắng rất là gắt nhưng mà gió thổi rất là mát nha quý vị. Gần biển mà, gió thổi mát lắm. Nắng cực kỳ gắt luôn. Bên phía bên kia thì Phú thấy là có một số cái kiểu là cái công trình mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Nhà thờ vẫn chưa có tháo, chắc là bận quá. Trời, gió mạnh quá quý vị ạ. Gió cực kỳ mạnh luôn. Rồi đứng ở đây để cho quý vị nhìn cái khuôn viên nhà thờ này. Nhìn cái mặt trước nhà thờ này. Quý vị nhìn đây. Trời ơi, đẹp không quý vị? Không khác gì cái kiểu của nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh quý vị ha. Có hai bên giống như kiểu là tháp chuông á. Rất là đẹp luôn. Nhưng mà cái này thì Phú không biết là làm bằng đá hay là xi măng. Thì đến lát nữa lên sát tới nơi rồi chúng ta sẽ coi vậy ha. Rất là đẹp. Phía trên cũng là tượng Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa luôn. Wow, gió mạnh quá. Nếu mà cái âm thanh không tốt thì quý vị thông cảm nha. Gió rất là mạnh quý vị.
Lúc nãy Phú vừa mới xuống xe mà gió nó thổi mạnh mà Phú cứ tưởng là ở đâu người ta bật quạt hay là cái gì á. Đó, nhìn nào. Đó, đẹp chưa? Rồi, bây giờ Phú sẽ đi thẳng lên nhà thờ đi nha. Đi thẳng vô thì quý vị sẽ nhìn thấy này. Một cái bậc để chúng ta đi lên. Ở phía hai bên đó là hai cái đường. Thì Phú nghĩ là cái đường mà để chạy xe thẳng lên luôn, cũng giống như những ngôi nhà thờ khác, để những người mà lớn tuổi hoặc là tàn tật ấy, người ta có thể được người nhà chạy xe chở thẳng lên trên luôn, để lên nhà thờ khỏi phải đi lên cái bậc thang này. Đó. Đứng đây né cái gió, cái gió thổi mạnh đó quý vị ơi. Này quý vị nhìn này. Đó, đẹp chưa? Đó, chính diện nhà thờ này. Đó, có tượng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, giống kiểu bằng đồng quý vị, ngay chính giữa luôn. Đó, đẹp quá quý vị ha. Trời ơi, gió thổi mạnh quá quý vị. Rồi, chúng ta tiếp tục đi lên trên nha. Đó, những cái bậc này thì bằng đá rửa. Ở trên này cũng đá rửa luôn. Đây quý vị. Đi vào đây thì phía trước là hai cái cây cột. Cột này có vẻ bằng đá này quý vị. Bằng đá. Đúng rồi. Giống kiểu đá hoa cương quý vị. Màu đen. Rồi cái này thì Phú coi chất liệu này coi. Cái này giống như kiểu bằng đá luôn quý vị ơi. Phú không biết phải bằng đá không. À, giống bằng đá lắm. Nè. Ở đây thì có trang điểm những cái hình thiên thần đó, chạy viền chung quanh cái cửa chính này. Đó. Bằng đá quý vị ạ. Bằng đá đó. Vậy là nhà thờ là kiến trúc bằng đá quý vị ha. À, khu vực Vũng Tàu với Long Hải này thì đá này nhiều lắm. À, quý vị nhìn nè. Nắng chói quá cho nên có thể là Phú quay nó hơi bị nhăn một chút xíu, quý vị thông cảm nha. À, cái đường để đi lên này, cái cột này cũng bằng đá. À, người ta làm cái hành lang này, sơn màu vàng, rất là đẹp. Sơn cái hành lang màu vàng này giống giống như kiểu ở nhà thờ Fatima Bình Triệu á. Cái kiểu bây giờ người ta làm như vậy, rất là đẹp. À, đi vào ngay cái chỗ này là cái đường để đi lên tháp chuông này các bạn. À, cái đường để đi lên tháp chuông. Đó, thì ở trên này người ta khóa lại rồi. Đó, không phận sự thì không có lên ha quý vị ha. Đấy, cho quý vị coi cái mặt trước này. Đó, đẹp chưa? Quý vị nhìn nè. Đây là cái cánh cửa phụ. Ôi ôi, gió. Đứng đây mà gió thổi muốn bay người luôn quý vị. Đó, cánh cửa phụ nè. Rồi, phía trước này là cửa chính đây. Cửa bằng gỗ hết quý vị ha. Này Phú đoán chắc bên trong nội thất cũng bằng gỗ hết đấy quý vị. Đó quý vị nhìn này. Đẹp không? Tuyệt vời luôn. Ngay chỗ này là bảng kỷ niệm lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ giáo xứ Phước Hưng đây. Do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ sự vào thứ năm ngày 22 tháng 12 năm 2022. Rồi, đi qua bên này là cái bảng kỷ niệm lễ làm phép viên đá đầu tiên. Đây quý vị. Đây nè. À, nhà thờ giáo xứ Phước Hưng. Do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự luôn, thứ bảy ngày 30 tháng 5 năm 2020. À, cái này cũng là cái đường đi lên tháp chuông bên này luôn. Này bằng đá này các bạn. Bằng đá nè, bằng đá nhưng mà sờ nó mịn lắm. Cột. Đẹp các bạn. Khuôn viên rất là đẹp. Thì nếu mà nói về ngôi nhà thờ này thì Phú phải nói là ở Xuân Lộc, Đồng Nai có nhà thờ giáo xứ Gia Rai bằng gỗ, bằng đá rất đẹp. Thì ở Vũng Tàu
có nhà thờ giáo xứ Phước Hưng và nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh, rất đẹp, cũng dạng bằng gỗ, bằng đá quý vị ha. Đây là phía bên hông nhà thờ. Phú đi xuống đây quý vị xem. Quý vị nhìn này, bên hông những cánh cửa cũng đều làm bằng gỗ hết, trang điểm rất đẹp. Chạm trổ những cái hình này, trang trí cũng rất là đẹp ha. Quý vị nhìn xuống cái hành lang này, khuôn viên hành lang này rộng và đẹp. Từ đây thì chúng ta sẽ nhìn sang phía bên hông nhà thờ, khuôn viên bên hông nhà thờ. Đấy, hành lang này chắc chắn. Thì nói thật quý vị là nhà thờ xây như thế này á, vào những cái dịp lễ lớn thì không phải lo lắng gì cả, bởi vì cái khuôn viên hành lang bên này rất là rộng này. Quý vị thấy là người ta đã bố trí những cái ghế nhựa đây rồi. Đó, vào những cái dịp lễ chủ nhật, lễ lớn á, thì mọi người có đủ sức chứa cho giáo dân người ta đi tham dự thánh lễ. Tại vì nhiều khi không phải giáo dân ở giáo xứ đó không mà thôi, mà còn nhiều giáo dân ở những nơi khác đến nữa. Vậy thấy không? Rất là rộng rãi và đẹp ha. Đây, cái đường này là cái đường để đi lên đi xuống bên hông này. Phú đi xuống dưới đây nhé, cho quý vị xem. Đây này, quý vị nhìn cái phía bên này, cái kiến trúc bên phía này đẹp lắm quý vị. Đây này, Phú phải đi xuống dưới đây cho quý vị xem. Nhìn từ phía đằng này đi. Nếu mà từ đằng trước nhìn xuống á, này, bên phía bên này, bên chỗ này là đài Đức Mẹ lúc nãy Phú nói rồi. Là quý vị nhìn này, bên chỗ này. Đầu tiên ngay chỗ này là tượng đài ông Thánh An Tôn. Đấy, quý vị nhìn lên. Đó, quý vị thấy không? Nhà thờ nè. Nhìn chéo qua như này nè. Đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái kiến trúc của nhà thờ rất là đẹp. Thật sự quý vị là rất rất là giống nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh luôn. Ở phía trên nóc nhà thờ từ xa Phú đã nhìn thấy rất là đẹp rồi. Nhưng mà quay này thì không biết quý vị nhìn thấy hay không. Để lát nữa Phú sẽ bay flycam lên quay quý vị xem. Đấy quý vị ha. Ở trên là có tượng 12 vị tông đồ. Đó, tượng 12 vị tông đồ ở bên này. Bên này là 2, 4, 6, 7 ông. Chắc là bên kia nữa quý vị ha. Đó. Quá đẹp luôn. Đấy. Cái bậc để đi lên như thế này. Rồi, nhìn qua bên phía bên này á, thì quý vị sẽ thấy là có 14 chặng đàn thánh giá. Và bên phía bên này là bắt đầu là từ chặng thứ 7 cho đến chặng 14. Đó. Thì chắc có lẽ bên kia là từ chặng 1 đến chặng 6 rồi. Đây, chúng ta đi ra cái chặng đàn thánh giá này để chúng ta coi thử những cái bức tượng ở đây. Đây vậy ha, đây là nơi thứ 7 này. Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2. Quý vị nhìn cái tượng này là tượng đá luôn quý vị ơi. Đó, nhiều nơi là tượng đất thôi, còn này là tượng đá nha quý vị. Tượng đá rất là đẹp. Đây nè, quay gần cho quý vị xem nè, đá hết quý vị ơi. Đẹp lắm, đá hết. Đó, bên này là từ chặng thứ 7 đến chặng 14. Bây giờ tôi sẽ đi thẳng xuống cái này luôn cho quý vị xem cái kiến trúc xung quanh này. Đây, từ đến đây quý vị nhìn thấy này. Đó, chính giữa đây. 2, 4, 6. Bên này là 6 ông và Chúa Giêsu là đứng ở giữa nha quý vị. Đó, tượng ở giữa là Chúa Giêsu. Bên kia chắc là 6 ông bên kia rồi. Đó, ở trên chỗ chính giữa của danh cung thánh là cái chóp tròn ở trên, giống giống như là tòa thánh Roma quý vị ha, rất là đẹp. Đấy, rồi bây giờ Phú sẽ đi thẳng xuống dưới nha, quay tiếp cho quý vị xem, đẹp lắm quý vị. Wow, nắng quá quý vị ơi, rất nắng, nắng mà lại gió nữa quý vị, vừa nắng vừa gió. Đội cái nón lên cho nó khỏi nắng mà gió thổi bay mất nón luôn quý vị ơi. Đây này. Đi xuống cái này là dưới nhà mục vụ rồi, nhà của cha xứ. Đây, phía dưới này.
Cái này là tượng thánh Francisco Xavier. Đây quý vị. Tượng thánh Francisco Xavier ở ngay chỗ này. Và đây cũng chính là cái khu vực nhân cung thánh của nhà thờ luôn á. Đẹp ha quý vị ha. Từ phía đằng sau chúng ta nhìn lên đằng trước này. Rất đẹp quý vị. Không còn gì để tả nổi. Đây, chúng ta đi thẳng xuống đằng sau nhé. Tôi sẽ đưa quý vị đi một vòng. Phía trong này là nhà hài cốt. Ngay khu vực cái này là nhà hài cốt này. Đó. Rất đẹp luôn. Từ đây chúng ta nhìn lên trên này. Ôi, gió mạnh quá trời luôn. Đây là cái đường để đi lên trên. Tôi nghĩ là cái đường này được đi lên trên phòng áo. Bà Tư. Đây, quý vị nhìn là cái mặt đằng sau của nhà thờ này. Ôi, đẹp quá quý vị ơi. Đó. Rồi. Rất đẹp quý vị. Đó, đây là cái khuôn viên phía sau là giáp với lại khu nhà người dân ha, cổng phía sau ha. Hello quý vị, thì bây giờ Phú đang đứng ở ngay phía sau của nhà thờ này. Quý vị thấy đẹp không? Phải nói là một ngôi nhà thờ rất là đẹp quý vị. Và cái kiến trúc gần giống như là của nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh. Đó. Nơi đây thì ở Long Hải, miền biển mà quý vị. Gió rất là to luôn. Phú nói mà gió nó thổi ù ù cũng không biết là cái âm thanh này nó có hay hay không nữa. Thì quý vị chịu khó nghe nha. Rồi bây giờ cũng sẽ đưa quý vị đi tiếp từ đằng sau nhà thờ vòng qua cái bên phía bên kia nha. Từ phía đằng sau nhà thờ này chúng ta tiếp tục đi ngược lên trên. Ở phía sau này là có một bức tượng ở đây. Cũng nhìn thử ra xem là tượng của ai. Tượng đây là Như Lòng Thánh Du Xe rồi Đức Mẹ thì phải. Không nhìn thấy rõ quý vị ơi, nó chói quá. Chói quá. Ở trên là có tượng thiên thần kìa. Đấy, hai bên có tượng thiên thần kìa quý vị. Đó. Rồi, tôi sẽ đi thẳng lên đi. Khuôn viên nhà thờ xung quanh là có những cái chậu bonsai rất là đẹp. Đấy, mình nhìn này. Đấy, những cái chậu bonsai lớn rất là đẹp luôn. Nắng đẹp ha quý vị ha. Nắng này lên phim đẹp vô cùng luôn. Trong vắt à. Mà gió to quá. Phú chỉ sợ là cái âm thanh của Phú nó không có đủ lớn để quý vị nghe rõ thôi. Đây quý vị. Phía đằng sau ở bên này. Đây quý vị nhìn lên nhà thờ nha. Trời ơi đẹp chưa quý vị ơi. Đó, cái chóp ở trên kìa. Chóp ở trên rất là đẹp. Đó. Tuyệt vời luôn quý vị. Đây. Bên phía bên này là bảy chặng thánh giá ha, bảy chặng đàn thánh giá. Bên kia bảy chặng, bên này bảy chặng. Rồi. Bên phía bên này. Đây Phú đi xa xa để quý vị nhìn cho nó được rõ cái khuôn viên của nhà thờ nhé. Nhìn thấy được toàn bộ cái khung cảnh của nhà thờ. Đi sát đó quý vị không nhìn thấy được. Đó. Quá xa đẹp luôn quý vị. Thì cái mặt bên này thì nó cũng giống mặt bên kia thôi. Bên này thì có tượng thánh Martino. Đây. Tượng thánh Martino ở đây. Xung quanh nhà thờ là tượng của các thánh quý vị ha. Đó, ở bên phía bên này như lúc nãy Phú nói này. Bên phía bên này là sáu thánh tông đồ còn lại này. Đây này, sáu thánh tông đồ còn lại và ở giữa cũng là Chúa Giêsu. Đó. Bên này nữa này.
cái bức đồng đồng ở trên đó là bức tượng nha quý vị nha. À, cái đó là như là Chúa Giêsu đang chịu phép rửa của ông Gioan ở sông Giô-đan đó. À, bức tượng rất là đẹp. À, quý vị nhìn lên ngọn tháp chuông kìa. Bên phía bên này là 7 chặng đàng thánh giá. Từ chặng thứ đâu, từ bên này là nơi thứ 14 này. 14, vậy là bên này là 7 chặng còn lại chứ quý vị. À, bên kia là, vậy là bên kia là từ 1 cho đến 7 và bên này là từ 8 cho đến 14 nha quý vị. À, lúc nãy Phú lại cứ tưởng là bên này là từ 1 đến 7. Đó. Đó, từ đây là chúng ta sẽ nhìn lên trên phía trước nhà thờ nè. Đẹp quá quý vị ơi. Cái khuôn viên rất là rộng quý vị ha. Nè, khuôn viên rất là rộng luôn. Hello quý vị, thì Phú đi một vòng Phú mệt quá. Ngồi đây nghỉ chút. Ngồi đây ngắm nhà thờ quý vị ơi. À, đi quay cho quý vị xem nhưng mà cũng phải tranh thủ đứng ngắm tí, tại vì nhà thờ đẹp quá, không ngắm không chịu nổi, quá xá đẹp luôn quý vị. Phú đang ngồi ngay chỗ này là ngay chỗ chặng đàng thánh giá và nơi này là chặng thứ 10. À, xin lỗi quý vị, chặng 11. Đang ngồi ngay chỗ chặng 11. À, ngồi đây nghỉ một tí, tiện thể thì ngắm nhà thờ luôn đó. Rồi bây giờ Phú sẽ đi tiếp lên trên và tiếp tục quay những phần còn lại cho quý vị xem nhé. Đây này quý vị ơi, Phú đang ngồi chỗ này là chặng thứ 11 này. Chặng thứ 11 của chặng đàng thánh giá. Có cây mát lắm, ngồi đây nghỉ một chút. Tiện thể thì nhìn qua bên này. Đó, quý vị thấy không? Quý vị nhìn thấy cái chóp ở trên của nhà thờ đó, chóp đỏ đỏ đó, cái chỗ đó chính là gian cung thánh. Thẳng xuống gian cung thánh. Rất là đẹp quý vị ha. Đó. Quý vị mà có đi đến đây để tham quan nhà thờ á, quý vị cũng tìm những cái chỗ như Phú này. Và buổi sáng á, thì cái hướng này là cái hướng mà được che nắng cho nên rất là mát. Còn bên phía bên kia á, là nắng lắm. Đó, quý vị ngồi đây quý vị ngắm nhà thờ này, nó tuyệt vời lắm quý vị. Đó. Thôi bây giờ Phú sẽ đứng dậy và đi tiếp lên trên, quay tiếp cái phần còn lại cho quý vị xem. Đó, quý vị thấy cái khuôn viên nhà thờ rộng và đẹp ha. Nếu nói về cái đồ rộng thì Phú nghĩ là không rộng bằng nhà thờ Song Vĩnh đâu, nhưng mà cũng không thua kém bao nhiêu vậy nhá, không thua kém bao nhiêu đâu. Ở chỗ này là tượng thánh Vicente. Không thua kém giáo xứ Song Vĩnh là bao nhiêu hết về cái độ rộng, mà cái kiến trúc thì cũng giống nhau, rất là đẹp ha. Đây là chúng ta đi thẳng lên phía trên rồi. Đó. Bên này là công trình mừng lễ Chúa Giáng Sinh, chưa gỡ ra nữa nè. Tại vì Giáng Sinh và Tết gần nhau quá cho nên Phú nghĩ là nhà thờ nào cũng bận rộn, chưa có dọn dẹp được. Đó, đây là cổng lớn này. Đó, từ đây là chúng ta nhìn được cái mặt trước của nhà thờ đây các bạn. Nhìn được mặt trước của nhà thờ rồi nhìn bao quát nhà thờ luôn nè. Gió thổi Phú cầm máy quay mà nó muốn thổi bay máy quay luôn quý vị ơi. Đó, quý vị biết gió mạnh mức độ nào luôn đó. Đó. Bây giờ Phú sẽ xin cha đi vào bên trong để quay cái khuôn viên nhà thờ, nội thất nhà thờ cho quý vị xem nhé. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng theo chân Phú. Chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất của nhà thờ nhé. Thì khi bước vào bên trong nội thất của nhà thờ đấy, Phú phải ồ lên một tiếng. Thật là tuyệt vời quý vị. Và cũng làm cho Phú tưởng nhớ đến ngôi nhà thờ giáo xứ Gia Rai ở giáo phận Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Bởi vì tất cả những nội thất ở bên trong nhà thờ này hoàn toàn là bằng gỗ quý vị ha. Quý vị nhìn thấy những cây cột rất là lớn, những cây kèo đòn tay được chạm trổ rất là đẹp luôn, và bằng những thanh gỗ rất là to và chắc khỏe. Thì Phú cũng không biết miêu tả như thế nào hoặc là dùng những từ ngữ như thế nào để nói về những cái
kiến trúc cũng như là nghệ thuật bằng gỗ này. Thì quý vị xem và quý vị tự cảm nhận ha. Chỉ có một điều mà nhà thờ giáo xứ Phước Hưng khác với nhà thờ giáo xứ Gia Rai ở Xuân Lộc, đó là bức tường người ta làm bằng cái đá và người ta phun sơn màu vàng, mà vàng ở đây là vàng trắng à, cho nên là nhìn nó sẽ nổi hơn là nhà thờ giáo xứ Gia Rai ở Xuân Lộc, là người ta làm cái tường đá mà cái đá gần như là màu đỏ, đỏ hồng. Đấy, thì nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn lại thì Phú nhìn thấy là nội thất bên trong nhà thờ giáo xứ Phước Hưng gần như 90% cho đến 99% là giống với lại nhà thờ giáo xứ Gia Rai. Đó, quý vị có thể nhìn thấy cái nội thất bên trong này. Từ ghế, cột, đòn tay, kèo của nhà thờ rất là đẹp. Và đây là bên trên gian cung thánh. Thì khi mà nhìn thấy gian cung thánh của nhà thờ giáo xứ Phước Hưng, làm cho Phú nhớ đến những ngôi nhà thờ ở phía ngoài miền Bắc. Những ngôi nhà thờ ở phía ngoài miền Bắc, người ta thường làm cái gian cung thánh cái kiểu như thế này. Đó, và nhà thờ giáo xứ Phước Hưng ở đây, người ta cũng thiết kế cái kiểu như thế này. Nhìn rất là lộng lẫy và đẹp quý vị ha. Đó, trang hoàng lên giống như là một vương cung vậy. Đẹp tuyệt vời luôn quý vị. Ngay chỗ này là cái bục để đọc sách thánh. Và bên phía bên này thì có một cái đồng hồ quả lắc rất là lớn ở đây. Phía bên này là chỗ ca đoàn hát này quý vị ơi. Và chúng ta có thể nhìn thấy từ khu vực chỗ ca đoàn cho đến hết cái khu vực trên gian cung thánh và vòng qua bên phía bên kia luôn. Rất là đẹp, rất là sáng. Đây là chưa có mở điện nha quý vị, nhưng mà cái ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đã đủ làm cho nhà thờ rất là sáng vô cùng. Phú đi một vòng như thế này để quý vị có thể nhìn thấy cái cảnh chung quanh ở trên gian cung thánh rất là đẹp. Thì cha có nói Phú là do nhà thờ vừa mới làm xong, cho nên là một số thứ nó vẫn còn lộn xộn lắm, chưa có làm cho nó gọn gàng được. Nhưng mà theo như Phú thì cái điều đó là điều hiển nhiên thôi. Bởi vì nhà thờ nào cũng vậy hết. Khi mà vừa mới xây xong thì chưa thể nào mà gọn gàng và chỉnh chu hết được. Phải một thời gian dài mọi người cứ dọn dẹp, rồi từ từ mới gọn gàng và đẹp được quý vị ha. Đấy, bên phía bên này là đối diện với lại bên ca đoàn đây quý vị ơi. Rất là đẹp. Bên phía bên này là tượng Đức Mẹ Fatima. Chính giữa là gian cung thánh đây quý vị. Cửa chính của nhà thờ làm hoàn toàn bằng gỗ và được chạm trổ rất là đẹp quý vị ha. Từ ở dưới chúng ta nhìn lên phía trên này. Đó, và quý vị nhìn thấy cái cây kèo ở chính giữa nóc nhà thờ được khắc những dòng chữ. Ví dụ như là ngày đặt viên đá đầu tiên, ngày khánh thành. Đó, chung quanh nhà thờ, các cửa nhỏ đều làm bằng gỗ hết quý vị. Làm cho ngôi nhà thờ trở nên rất là sang trọng, khang trang, đẹp vô cùng quý vị.
và Phú cũng không biết là dùng cái từ ngữ nào để miêu tả cho hết được cái vẻ đẹp của nhà thờ giáo xứ Phước Hưng này. Hello quý vị, thì từ nãy giờ Phú đã đưa quý vị các bạn đi dạo chung quanh một vòng nhà thờ giáo xứ Phước Hưng ở Bà Rịa Vũng Tàu. Ngôi nhà thờ bằng đá và gỗ rất là đẹp luôn. Vừa mới được khánh thành vào tháng 12 năm 2022. Thì bây giờ Phú sẽ đi ra lấy xe đi về. Và cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, mọi sự bình an quý vị nhé. Bye bye quý vị.